Chào các bạn, tôi là Nghĩa từ Logic. Dạo này trên mạng xã hội đang xôn xao về một cái tin đồn rằng là nếu quá một năm mà chúng ta bị phạt nguội, không chấp hành, không nộp cái phạt đó thì phạt nguội sẽ bị xóa. Thực tế câu chuyện này là như thế nào thì chúng ta hãy cùng lý giải trong video này. Đầu tiên là trên cái mặt thực tiễn ấy, thì có những cái khách hàng và liên hệ tới luật sư X đã bị xử phạt nguội rồi, thậm chí là quá 2 năm. Từ một số tiền là hơn 600.000 xử phạt thì sau 2 năm hay hơn 2 năm thì số tiền đó đã lên được con số là 1 triệu đồng. Như vậy về mặt thực tiễn ấy, thì dù là 1 năm, 2 năm hay 5 năm thì cái quyết định xử phạt đó vẫn tồn tại và hình phạt nguội không bị xóa đâu. Thậm chí chúng ta còn bị tính thêm tiền lãi suất cơ. Mà lãi suất thì theo tôi thì khá là ổn định qua các năm. Từ trước đây quy định tại luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì lãi suất sẽ được tính là 0,05% trên một ngày, như vậy là 365 ngày. Chúng ta đã tính lãi là 18,25% rồi trên cái mức xử phạt mà chúng ta đã vi phạm. Còn về mặt lý thuyết là như thế nào? Thực ra câu chuyện hiểu nhầm lẫn này là do các bạn chưa đọc kỹ văn bản quy phạm pháp luật, đó là luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể là điều 74. Tại điều 74 thì có quy định về thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Theo đó thì có một câu nó khá là gây nhầm lẫn cho nhiều người, đó là thời hiệu thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm kể từ ngày ra quyết định, quá thời hạn này thì không thi hành quyết định xử phạt đó nữa, trừ những trường hợp ABC, XYZ. Tuy nhiên khi đọc đến cái câu này thì các bạn lại quên đọc những cái câu sau, đó là trong trường hợp cá nhân tổ chức xử phạt cố tình trốn tránh thi hành thì thời hiệu nói trên được tính kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh trì hoãn. Như vậy thì nếu chúng ta cố tình trốn tránh trì hoãn để nộp những cái khoản phạt này thì thời hiệu sẽ được tính lại và sẽ đến mãi 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 mãi. Có một ví dụ điển hình như sau. Chúng ta cần phải biết rằng là quy trình xử phạt nó sẽ như thế nào. Thông thường ấy thì xử phạt chúng ta sẽ thông qua các bước. Khi mà phát hiện cảnh sát giao thông phát hiện những cái hành vi vi phạm của chúng ta, có thể là trực tiếp hoặc là qua những thiết bị nghiệp vụ, máy quay ghi âm, ghi hình, máy bắn tốc độ, camera phạt nguội, vân vân. Cảnh sát giao thông sẽ yêu cầu chúng ta dừng xe và lập một cái biên bản. Biên bản này là biên bản ghi nhận về cái vi phạm giao thông. Chúng ta có thể ký hoặc không, nhưng nó sẽ ghi nhận bởi vì những bằng chứng chứng cứ thì đã được qua camera giám sát các thứ hết rồi. Phạt nguội hơi khác một chút bởi vì đôi khi chúng ta bị xử phạt mà chúng ta không biết. Vậy thì khi xử phạt như vậy thì cảnh sát giao thông phát hiện ra hành vi của chúng ta thì sẽ ghi lại và lưu trữ lại cái hành vi đó, đồng thời ra biên bản vi phạm giao thông. Sau biên bản này thì trong thời gian từ khoảng 7 ngày hoặc có thể kéo dài tối đa là 2 tháng trong trường hợp đặc biệt ấy, thì ra một cái quyết định xử phạt. Vậy thì làm thế nào để những cái người vi phạm, đặc biệt là những cái người bị phạt nguội, không được vào cái trường hợp là trốn tránh trì hoãn? Thì cơ quan công an đã tìm những cái cách để thông báo đến người vi phạm. Nhiều công an ở địa phương ấy sẽ gửi cái quyết định xử phạt đến cái địa chỉ, đến cái thông tin có ghi trên đăng ký xe hoặc là giấy phép lái xe, hoặc là những cái cơ quan đó cũng có thể thông qua hình thức là gọi điện hoặc là nhắn tin qua tổng đài đến để thông báo với người bị vi phạm. Như vậy thì về bị động thì người tham gia giao thông cũng đã biết được rằng mình bị xử phạt hay không. Còn về chủ động thì người tham gia giao thông hoàn toàn có thể tra cứu trên những cái website của Cục Cảnh sát Giao thông, Cục Đăng Kiểm, thậm chí là Sở Giao thông ở các địa phương. Hiện nay thì các website này cập nhật khá đầy đủ và theo thời gian thực. Ngoài ra thì khi mà mạng xã hội và truyền thông công nghệ thông tin phát triển ấy, thì chúng ta cũng để ý rằng những hội nhóm cũng thường xuyên là đăng tải những danh sách những xe, biển số xe bị xử phạt trong tuần này, của tháng này này, vân vân, rất là cụ thể chi tiết. Và những danh sách này nó dạng là một thông cáo báo chí và chúng ta thường xuyên là phải chủ động vào để biết được rằng nó bị xử phạt hay không. Và nếu không chủ động và cũng không nhận được tin nhắn hay là thông báo của cơ quan chức năng thì thông thường chúng ta sẽ tra cứu thông qua việc là đi đăng kiểm xe. Cơ quan đăng kiểm sẽ phản hồi ngay rằng là chúng ta bị phạt đấy, tiến hành nộp phạt thì mới được đăng kiểm. Như vậy thì mọi con đường chúng ta đều biết và đều được thông báo về cái lỗi vi phạm này. Việc của chúng ta là nộp phạt, còn nếu không nộp phạt thì chiếu lại theo điều 74 luật xử lý vi phạm hành chính mà tôi đã đề cập ở phía trên, thì dù trốn tránh hay trì hoãn thì thời hiệu sẽ được tính lại và sẽ không có cái mùa xuân rằng là một năm sẽ bị xóa cái phạt nguội đó đâu. Nên là các bạn yên tâm. Có một lời khuyên là chúng ta nên là tiến hành nộp phạt sớm và thường xuyên là tra cứu những cái thông tin về biển số xe cũng như là thông tin về phạt nguội ở trên những trang web của cơ quan thẩm quyền để nắm bắt được, cũng như là tránh vi phạm và tính thêm lãi suất. Hy vọng rằng video ngắn này sẽ có ích cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.